những cú sốc khi về nước sau bao ngày đi xa của Én Tổng. Cú sốc đầu tiên, sân bài vắng lặng. Một đêm trước khi về nước, Én Tổng có video call nói chuyện với vợ. Em ơi, mai anh về nước. Thì sao? Hết chuyện đó rồi tôi cúp máy rồi nha. Én Tổng thấy vợ cúp máy không chút lưu tình, mặt đen như đáy nồi. Anh chỉ muốn nói với em là anh sắp về. Hôm sau, Én Tổng xuống sân bay, thấy xung quanh có quá trời người hò hét. Wow, anh ơi đẹp trai quá à. Nhưng Én Tổng không chút phản ứng vì bọn họ nói người khác chứ đâu có phải nói anh ta. Thì ra là có một minh tinh đến sân bay nên fan ra đón. Nhìn lại bên mình, khung cảnh trống trơn đến lặng người. Đàn em thấy vậy mới quay qua hỏi: đại ca ơi, hôm qua anh có nói với chị nhà hôm nay anh về nước không? Én Tổng lúc này mặt cũng đen lắm rồi, nội tâm rối loạn còn cào. Hôm qua tao nói với em rồi mà ai biết đâu. Én chịu cố gắng một tiếng, nhưng mà chịu thôi. Lúc này mợ cả đang lo chuyện của đàn em thứ năm Én Văn Hồng của anh Chiều rồi. Anh em của anh không lo, phải đến tay thì xử lý. Vậy nên chịu khó tự về đi chứ. Bây giờ chúng ta nên làm gì đại ca?